Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2020. Gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Dịch Covid Vũ Hán, Mỹ ghi nhận trên 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tính đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, thế giới đã có gần 17 triệu ca nhiễm virus corona Vũ Hán, Mỹ tiếp tục ghi nhận trên 50.000 ca bệnh mới hàng ngày. Các khu ổ chuột của thành phố Mumbai của Ấn Độ đã có hơn nửa dân số mắc COVID Vũ Hán. Theo trang Worldometer, hiện đã có 16.847.493 người mắc dịch COVID Vũ Hán, 661.524 người chết và 10 triệu 423.710 người khỏi bệnh trên toàn cầu. Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu với 4 triệu 488.483 ca nhiễm COVID-19. Tiếp theo là Brazil với 2 triệu 483.191 ca nhiễm và Ấn Độ là 1 triệu 532.125 ca nhiễm. Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất từ giữa tháng 4. Quỹ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 29 tháng 7 cho hay, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 101 ca bệnh COVID Vũ Hán trong ngày 28 tháng 7, và đây là số ca nhiễm trong một ngày cao nhất trong 3 tháng rưỡi qua ở nước này tính từ giữa tháng 4. Trong số này có tới 89 ca ở Tân Cương, 8 ca ở Liêu Ninh, 1 ca ở Bắc Kinh và 3 ca từ nước ngoài về. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 27 ca không có triệu chứng, ít hơn con số 34 ca của ngày trước đó. Đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 84.060 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong do dịch COVID Vũ Hán. Ngày 28 tháng 7, Thống đốc bang Venezia ở Mỹ thông báo sẽ áp đặt các hạn chế mới đối với các nhà hàng và quán bar đối với khu vực phía đông của bang này. Đây là khu vực ghi nhận số ca nhiễm COVID Vũ Hán mới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Các quán bar ở khu vực Hampton Road sẽ bị cấm phục vụ rượu sau 10 giờ tối và các nhà hàng sẽ phải đóng cửa trước nửa đêm, đồng thời giảm 50% sức chứa khách trong nhà hàng. Ngoài ra, tất cả các cuộc tụ họp cá nhân hay công cộng ở khu vực phía đông này, trong đó có bãi biển Venicia Beach, sẽ hạn chế tối đa số người tham dự là 50 người, giảm từ 250 người hiện nay. Thống đốc bang Northam cho biết, các hạn chế mới được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID Vũ Hán ở Hamston Road, bởi các cuộc tụ tập với số lượng lớn người tham dự và không tuân thủ các quy định. Các khu vực khác của tiểu bang này vẫn tiếp tục ở giai đoạn 3 và không áp dụng hạn chế đối với các quán bar hoặc ăn ở trong nhà hàng. Hiện tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở bang Virginia là 7,3%, giảm nhẹ so với 7,7% trong tuần trước. Riêng ngày 28 tháng 7, có thêm 922 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus lên 87.000. Tính trung bình trong vòng 7 ngày qua, số ca nhiễm mới là 800 ca một ngày, so với hơn 1.000 ca một ngày tại thời điểm đỉnh điểm vào cuối tháng 5. Trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang tăng nhanh, chính quyền thủ đô Washington DC cũng như Maryland đang lo ngại về việc bang Virginia vội vàng thực hiện giai đoạn 3, mở cửa trở lại nền kinh tế, sẽ làm gián đoạn tiến trình cả khu vực. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Ông Trump đăng video không cần đeo khẩu trang, Facebook và Twitter xóa luôn. Twitter và Facebook cùng xóa đoạn video đăng trên tài khoản Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có một nhóm bác sĩ cho rằng không cần đeo khẩu trang và phong tỏa để ngăn dịch, đồng thời ủng hộ dùng thuốc trị sốt rét điều trị COVID Vũ Hán. Các tweet đăng đoạn video đã vi phạm quy định của chúng tôi đưa thông tin sai về COVID Vũ Hán, Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của Twitter nói ngày 28 tháng 7. Trước đó, Facebook cũng gỡ bỏ đoạn video trên tài khoản của ông Trump vì lý do tương tự. Trong đoạn video, một nhóm bác sĩ tuyên bố không cần đeo khẩu trang hay phong tỏa để ngăn dịch. Các bác sĩ này ủng hộ dùng thuốc trị sốt rét điều trị COVID Vũ Hán. Dù đến nay loại thuốc này chưa được chứng minh có thể chống lại virus corona Vũ Hán. Theo tờ Washington Post, 14 triệu lượt người xem đoạn video này trên Facebook trước khi bị xóa. Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng video này lên mạng Twitter, nơi ông có hơn 84 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Twitter cũng thông báo hạn chế con trai ông Trump sử dụng tài khoản Twitter trong 12 giờ vì đăng clip nói thuốc trị sốt rét chữa được dịch COVID Vũ Hán. Đây không phải là lần đầu tiên Twitter mạnh tay với các tweet của ông Trump. Hồi tháng 6 năm 2020, Mạng này đã ẩn một tweet của tổng thống Mỹ đòi sử dụng vũ lực với người biểu tình ở Washington. Thưa quý vị, báo Trung Quốc nói ngân hàng SSBC giúp Mỹ xử ép Huawei. Trang thông tin Trung Quốc China cáo buộc ngân hàng SSBC có góp phần trong việc giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt. Bà mạnh vẫn đang đấu tranh với lệnh dẫn độ từ Canada sang Mỹ. Washington cáo buộc bà lừa dối ngân hàng SSBc về mối liên hệ giữa Huawei và một chi nhánh tại Iran tên là Skycom, đẩy ngân hàng SSBc vào nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Bất bình vì cách bà mạnh và Huawei bị đối xử, dư luận Trung Quốc đã quay sang chỉ trích ngân hàng SSBc trong những ngày gần đây. Ngày 25 tháng 7. Ngân hàng đã bác bỏ cáo buộc tham gia vào quyết định điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Huawei. Ngân hàng cũng khẳng định không làm gì xấu chống lại Huawei. Bài viết trên China là đợt công kích mới nhất nhắm vào ngân hàng này. China là trang mạng thuộc quản lý của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện và Tập đoàn xuất bản sách quốc tế Trung Quốc. Vai trò của Ngân hàng HSBC trong vấn đề của bà Mạnh Quảng Châu đã rõ ràng. Quy tín của ngân hàng đã bị quét sạch. Trang mạng này viết. Trong bài viết. China cáo buộc ngân hàng đã hỗ trợ mua đồ chính trị của chính phủ Mỹ đối với Huawei. Trang mạng trên cũng bắt bỏ tuyên bố từ phía ngân hàng. Nay chìm trong suy si thoái và danh tiếng chạm đáy, ngân hàng sẽ gặp khó khăn để tiếp tục hưởng đãi ngộ từ Trung Quốc. Họ đã đập vỡ nồi cơm của mình tại đây, theo báo China viết. Ngoài trang mạng trên, các kênh thông tin chính thức của Trung Quốc như Nhân dân Nhật báo và đài truyền hình CGTN cũng công kích ngân hàng hồi tuần trước. Hồi tháng 6, ngân hàng đã phá vỡ sự trung lập chính trị của mình và thể hiện sự ủng hộ đối với luật an ninh quốc gia Hồng Kông của Bắc Kinh. Ngân hàng này đã kiếm được nguồn doanh thu lớn từ cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Triều Tiên siết chặt chống dịch chưa từng có trước nguy cơ ca nhiễm COVID Vũ Hán đầu tiên. Triều Tiên ngày 28 tháng 7 siết chặt các biện pháp chống dịch COVID Vũ Hán sau khi phong tỏa thành phố biên giới Kia vì phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên tại đây. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nước này đang thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt và rà soát các địa phương, các bộ xét nghiệm, đồ bảo hộ và thiết bị y tế cũng được cung ứng nhanh chóng. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 26 tháng 7 sau khi nước này phát hiện một ca nghi nhiễm. Người này được cho là đã đào thoát sang Hàn Quốc nhưng lại trốn ngược trở về. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 7 cho biết Triều Tiên đã xét nghiệm COVID Vũ Hán đối với 1.211 người. Tính đến ngày 16 tháng 7, tất cả những người này được cho là nhận kết quả âm tính. Hiện có 696 công dân Triều Tiên đang bị cách ly. WHO cho biết đã chuyển đến Triều Tiên các máy móc giúp thực hiện 1.000 xét nghiệm. Quốc gia này hiện có 15 phòng nghiên cứu có thể thực hiện xét nghiệm dịch COVID Vũ Hán. Hệ thống y tế của Triều Tiên còn hạn chế với nhiều bệnh viện thiếu điện, thuốc men và nước sạch. Quốc gia này lâu nay vẫn phụ thuộc vào WHO về nguồn dược phẩm vì các lệnh cấm vận khiến việc nhập cảng trở nên khó khăn. Trong những tháng qua, Triều Tiên đã nhận dụng cụ xét nghiệm và đồ bảo hộ từ WHO cùng nhiều nước khác, trong đó có Nga. Tuy vậy, những thiết bị này vẫn bị giữ ở biên giới do giới hạn của Bình Nhưỡng đặt ra. Hồi đầu tháng 7, Triều Tiên cho biết đã thực hiện thử nghiệm lâm sàng sớm đối với vaccine chống dịch COVID Vũ Hán, nhưng giới chuyên gia quốc tế vẫn tỏ ra nghi ngờ. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Mỹ muốn thuyết phục Nhật Bản tẩy chai ứng dụng Trung Quốc như TikTok. Mỹ có ý định đề nghị Nhật Bản và các quốc gia đồng minh tham gia quyết định tẩy chai công nghệ và ứng dụng của Trung Quốc như TikTok với lý do những ứng dụng dạng này có thể cung cấp dữ liệu cho Bắc Kinh. Báo Yomiuri ngày 28 tháng 7 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay Washington đang vô cùng lo ngại về việc Trung Quốc vận dụng công nghệ để thu thập thông tin nhạy cảm và muốn các nước khác tham gia nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại bỏ Hoa Huawei khỏi mạng hệ thống 5G. Trả lời báo Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kay Kraft phụ trách mảng phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường cho hay Mỹ kỳ vọng Nhật Bản hợp tác về vấn đề trên và việc cấm Hoa Huawei tham gia mạng 5G có thể làm sâu sắc hơn sự đoàn kết và thống nhất với các đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cho hay quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tokyo và Washington sẽ tôn trọng ý kiến của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thứ trưởng khác cho biết Mỹ đang xúc tiến sáng kiến duy trì độ sạch sẽ cho công nghệ và mở rộng phạm vi khỏi mạng 5G, tiến đến áp dụng cho cả ứng dụng điện thoại. Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay nước này sẽ xử lý vấn đề TikTok và nhất mực khẳng định hãng này có thể cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho chính quyền Trung Quốc. Ông Jeff Kingston, giám đốc ngành nghiên cứu châu Á Đại học Temple, Tokyo, Nhật Bản, tỏ ra không hề ngạc nhiên khi Mỹ gây áp lực đối với Nhật Bản về công nghệ Trung Quốc vì chính quyền tổng thống Donald Trump đang sử dụng con bài Trung Quốc trong nỗ lực tái đắc cử. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.